quả ốc chó. Bà con ta còn lạ gì quả ốc chó phải không bà con? Quả ốc chó nó rất tốt, rất tốt cho sức khỏe khi người ăn quả ốc chó nha bà con. Nhưng mà có một số người và một số bệnh thế này vui lòng không nên ăn quả ốc chó. Nếu ăn quả ốc chó vào thì bệnh chúng ta lâu lành, lâu bớt, lâu khỏi khi ăn quả ốc chó nha bà con. Đó là những người đã có bệnh thừa cân, béo phì, hàm lượng mỡ trong máu, say rượu, uống rượu, nóng trong người là vui lòng đừng ăn quả ốc chó, để nó tốt cho sức khỏe của mình và nó tốt cho căn bệnh của mình. Đó là những người không nên ăn quả ốc chó, là những người đã thừa cân, béo phì, hàm lượng mỡ trong máu, say rượu, uống rượu, nóng trong người, vui lòng đừng ăn quả ốc chó. Còn ngoài ra bà con biết không, quả ốc chó nó tốt, và nó tốt vô cùng cho những người ăn quả ốc chó bà con ạ. Nó tốt, khi ăn quả ốc chó là nó tốt cho trí não, tốt cho xương, tốt cho khớp. Đấy bà con thấy không, tốt vô cùng bà con ha. Đó, nó bảo vệ tốt cho tim, bảo vệ tốt cho mạch, bảo vệ tốt cho tim mạch, ổn định huyết áp, kiểm soát cân nặng, hỗ trợ kiểm soát đường huyết, tốt cho giấc ngủ, ngăn ngừa ung thư, tốt cho ung thư vú, ung thư tuyến tiền liệt, tốt cho bà bầu, phụ nữ đang cho con bự bu sắc bú. Đó, tốt bà con ha. Nó tốt vô cùng. Quả ốc chó là những người không nên ăn, là những người thừa cân béo phì, hàm lượng mỡ trong máu, say rượu uống rượu, nóng trong người là không nên ăn. Còn ngoài ra quả ốc chó nó tốt, nó tốt cho trí não, tốt cho xương khớp, bảo vệ tốt cho tim mạch, ổn định huyết áp, kiểm soát cân nặng, hỗ trợ kiểm soát đường huyết, tốt cho giấc ngủ, ngăn ngừa ung thư, tốt cho người ung thư vú, ngăn ngừa tốt ung thư tuyến tiền liệt. Bà bầu, phụ nữ đang cho con bú, tốt vô cùng. Nhưng mà không phải tốt là chúng ta ăn bao nhiêu cũng được đâu nha bà con. Bà con nhớ rằng, mong rằng ghi nhớ cho mình là một ngày ăn không quá 8 hạt. Một ngày ăn không quá 8 hạt ốc chó. Từ 8 hạt trở xuống, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 thì ta ăn liền liền 6 ngày, ta phải nghỉ một ngày rồi ta tiếp tục ta ăn quả ốc chó bà con ạ. Bà con kênh chúng tôi, bà con thấy vui lòng đăng ký ủng hộ kênh. Và đồng thời kênh chúng tôi ngày nào cũng có 4 video nói về sức khỏe. Người bệnh nên ăn gì, uống gì. Người bệnh nên ăn gì, uống gì. Và ăn gì, uống gì để người bệnh, hết đau, tốt cho sức khỏe. Lúc nào 4 video cũng nói về đời sống sức khỏe. Đến như quý vị, mong bà con ta đăng ký để đến. Chúc bà con ta vui vẻ, mạnh khỏe. Chào chào. Now, woo!